Cô xin chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục đến với bộ môn tin học. Ngày hôm nay, với nội dung phần mềm lập trình Microsoft Windows Logo, chúng ta tiếp tục tìm hiểu chủ đề 14, vẽ hình Ellipse. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, các em có thể điều khiển bút vẽ để vẽ hình Ellipse trong phần mềm Microsoft Windows Logo. Nào, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bài học nhé. Đây là các hoạt động chúng ta sẽ cùng học trong ngày hôm nay. Hoạt động thứ nhất, tìm hiểu kiến thức. Hoạt động thứ hai, trải nghiệm. Hoạt động thứ ba, thực hành. Hoạt động thứ tư, khám phá và chia sẻ. Cuối cùng là hoạt động năm, em có biết. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động một, tìm hiểu kiến thức. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cần biết về hình ellipse. Những kiến thức về hình ellipse. Em quan sát hình sau. Chúng ta có tấm hình ellipse là điểm O, là điểm chính giữa của hình ellipse. OA, OB được gọi là bán kính ngang. Và OA bằng OB bằng 100. Thì bán kính ngang là khoảng cách từ tâm đến điểm xa nhất trên đường ellipse theo chiều ngang. OC, OD là bán kính đứng. Ta cũng có OC bằng OD và bằng 50. Bán kính đứng chính là khoảng cách từ tâm đến điểm xa nhất trên đường ellipse theo chiều thẳng đứng. Như vậy, để vẽ được một hình ellipse thì các em cần xác định được tâm hình ellipse, bán kính đa ngang là bao nhiêu và bán kính đứng là bao nhiêu. Tiếp tục hoạt động 2, trải nghiệm. Em hãy quan sát hai hình ellipse sau và cho cô biết hai hình này có gì khác biệt. Cô mời các em. À, tương tự với hình tròn thì chúng ta thấy hai hình ellipse này, một hình có bút vẽ nằm ở tâm và một hình có bút vẽ nằm trên đường ellipse. Như vậy là hình ellipse A có bút vẽ nằm ở tâm và hình ellipse B có bút vẽ nằm trên đường ellipse. Vậy làm thế nào để vẽ hai hình ellipse như vậy? Chúng ta cùng bước sang hoạt động tiếp theo. Một, lần vẽ hình ellipse có bút vẽ nằm ở tâm hình ellipse. Chúng ta sẽ xem cú pháp của câu lần. Ellipse cách bán kính ngang cách bán kính đứng. Ở đây ellipse được gọi là từ khóa của câu lần. Ví dụ, để vẽ hình ellipse có bán kính ngang 100 và bán kính đứng 50, ta sẽ nhập lần ellipse cách 100 cách 50. Chúng ta cùng quan sát câu lệnh và hình vẽ ellipse khi chúng ta sẽ nhập câu lệnh ở phần mềm Microsoft Windows Logo. Vậy, để vẽ hình ellipse có bán kính ngang 50 bước và bán kính đứng 100 bước, em sẽ nhập lệnh gì? Các em thử làm nhé. Cô mời các em. 2. Lần vẽ hình ellipse có bút vẽ nằm ở trên đường ellipse. Cú pháp của câu lệnh ellipse 2, khoảng cách bán kính đứng, khoảng cách bán kính ngang. Ví dụ, để vẽ hình ellipse có bán kính ngang 100 bước và bán kính đứng 50 bước, ta sẽ nhập lần ellipse 2, khoảng cách 50, khoảng cách 100. Chúng ta quan sát câu lần nhập trên phần mềm Logo. Như vậy, chúng ta thấy được sự khác nhau giữa hai câu lần. Đối với câu lần ellipse thì bán kính ngang rồi mới đến bán kính đứng. Tuy nhiên, đối với câu lần ellipse 2 thì chúng ta sẽ ghi bán kính đứng trước rồi mới đến bán kính ngang. Em lưu ý phần này. Bây giờ, để vẽ hình ellipse có bán kính ngang 50 bước và bán kính đứng 100 bước, em sẽ nhập lần gì nào? Cô mời các em. Chúng ta cùng bước sang hoạt động 3, thực hành. Với các lần em vừa học, em hãy điều khiển bút vẽ thực hiện những hình vẽ sau trên màn hình máy tính. Nào, cô mời các em hãy làm bài thực hành. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em cách chúng ta sẽ làm bài thực hành ở câu A. Bước đầu tiên, các em phải xác định được chúng ta sẽ sử dụng lần ellipse hay là ellipse 2. Nếu hình ellipse có bút vẽ nằm ở tâm, thì các em sẽ sử dụng cho cô lần ellipse. Còn nếu hình ellipse của mình
mà có bút vẽ nằm trên đường elip thì các em hãy sử dụng lệnh elip 2. Như vậy chúng ta quan sát ở hình A thì chúng ta thấy gồm có 3 hình elip và tâm chính là bút vẽ. Do đó chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh elip. Và điều đặc biệt ở 3 hình elip này là chúng có bán kính ngang bằng nhau và bán kính đứng khác nhau. Vì vậy để vẽ được hình A, chúng ta sẽ sử dụng 3 câu lệnh vẽ 3 hình elip với bán kính ngang như nhau và bán kính đứng khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng thực hành trên phần mềm logo. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ hình elip thứ nhất. Các em gõ lệnh elip. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh elip có bút vẽ nằm ở tâm, do đó chúng ta sẽ ghi là elip. Tiếp theo là bán kính ngang. Ví dụ ở đây là cô cho bán kính ngang 100 và bán kính đứng 50. Như vậy cô đã vẽ được hình elip thứ nhất. Tiếp theo, cô sẽ vẽ hình elip thứ hai. Hình elip thứ hai thì có bán kính ngang giống với hình elip thứ nhất. Tuy nhiên bán kính đứng thì lại khác, lớn hơn, do đó cô sẽ sửa đây là 75. Em lưu ý để sử dụng lại lần thì chúng ta có thể nhấp vào một lần ở trên ngang chữa lần, sau đó chúng ta có thể sửa. Và sau đó cô nhấn Enter. Như vậy cô đã vẽ được hình elip thứ hai. Tuy nhiên đối với hình elip thứ ba thì chúng ta quan sát ở hình elip thứ ba là hình tròn. Như vậy bán kính ngang và bán kính đứng là bằng nhau. Do đó chúng ta sẽ gõ câu lệnh là chúng ta sẽ nhấp vào ngang gọi lần này, nhận ngang chữa lần. Chúng ta nhấp vào lần này và chúng ta sẽ sửa lại. Như vậy hình elip có bán kính ngang và bán kính đứng bằng nhau, do đó chúng ta sẽ gõ đây 100 luôn. Và chúng ta sẽ đã vẽ được 3 hình elip. Như vậy là mình đã hoàn thành câu A. Bây giờ mình cùng tìm hiểu hoạt động 4, khám phá và chia sẻ. Em hãy chỉ ra những điểm khác biệt khi sử dụng hai lần vẽ elip và elip 2. Ghi lại những điểm khác biệt đó vào sách giáo khoa trang 53. Nào, cô mời các em hãy làm bài. Bây giờ chúng ta cùng so sánh bài làm của mình với của cô nhé. À, cô chúc mừng các bạn đã có so sánh đúng. Nếu bạn nào có một số nhầm lẫn hay sai sót khi chưa chính xác, các bạn hãy sửa lại cho chính xác nhé. Hai, em hãy tự nghĩ ra một hình vẽ mới và thực hiện trên màn hình máy tính của mình. Sau đó ghi lại các thao tác để vẽ được hình nhé. Cô hy vọng với bài tập này các em hãy thể hiện được những khả năng sáng tạo của mình trong hình vẽ. Nào, cô mời các em. Chúng ta bước sang hoạt động cuối cùng, hoạt động 5, em có biết. Các lần vẽ hình elip và elip 2 khi được thực hiện nhiều lần tuần tự, sau mỗi lần cho bút vẽ quay một góc đều nhau thì ta sẽ tạo ra những cánh hoa đẹp. Bây giờ các em hãy quan sát một số hình. Như vậy chúng ta sẽ có những hình ảnh với những cánh hoa rất là đẹp phải không nào? Bây giờ các em hãy thử lập trình để vẽ được những cái hình ảnh như vậy nhé. Bài học của mình hôm nay là kết thúc rồi. Các em hãy xem lại nội dung bài đã học và đọc trước cho cô bài mới, chủ đề 15, thay đổi bút vẽ. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.